Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Xin chào tất cả ông bà anh chị em đã đang và sẽ tham gia vào bài học buổi tối ngày hôm nay. Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến toàn thể ông bà anh chị em đã đang và sẽ kết nối vào live stream bài học này. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc phải không ạ? Là những anh chị em rất là yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa sẽ ban phước cho hết thảy những người nghe, người nói buổi tối ngày hôm nay để bài học thứ hai trong chủ đề sự chữa lành bên trong này sẽ đem lại kết quả tối đa cho đời sống của tất cả chúng ta. Amen. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân rất là trân trọng những giây phút của anh chị em trong bài học buổi tối thứ tư hàng tuần. Xin Chúa ở cùng, xin Thánh Linh của Ngài đụng chạm hết thảy chúng ta giờ này. Tất cả những người nam, người nữ yêu mến lời Đức Chúa Trời, nguyện anh chị em được Chúa ban ơn ngay thì giờ này. Nguyện thần của Đức Chúa Trời chạm đến anh chị em giờ này. Amen. Bất kể anh chị em ở nơi nào, bất kể anh chị em dùng phương tiện gì để kết nối, thì ngay giờ này tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời đồng lên anh chị em, sức dầu mới cho anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền này. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Amen. Và như thường là anh chị em, chúng ta sẽ đến với sự cầu nguyện. Ok, chúng ta sẽ đến với sự cầu nguyện. Bởi vì sự cầu nguyện rất là quan trọng, giống như tôi đã từng chia sẻ cho anh chị em đó. Đức Thánh Linh được sai đến để ở cùng chúng ta. Và Ngài ở cùng chúng ta để làm cố vấn cho chúng ta, làm giáo sư cho chúng ta, để cho chúng ta có thể am hiểu và bước vào mọi lẽ thật mà Chúa muốn. Cho nên tôi khuyên tất cả anh chị em là đừng bao giờ quên cầu nguyện. Cầu nguyện thầm trong lòng cũng được, nhưng mà đừng bao giờ quên cầu nguyện trước khi mình học hoặc đọc hoặc nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy cầu nguyện để cho Chúa Thánh Linh có cơ hội giúp đỡ chúng ta hiểu lẽ thật và biến đổi đời sống chúng ta. Amen. Rồi, bây giờ tất cả anh em mình hãy cầu nguyện. Tôi mong muốn những người nam, người nữ đang lắng nghe sứ điệp này hãy mở môi miệng mình ra và thưa với Chúa. Ôi Chúa Giêsu, hãy ban cho con đầy dạy Thánh Linh. Hãy ban phước cho linh hồn con giờ này để con có thể học lời Chúa và hiểu được lời của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy đổ thần khôn ngoan và thông sáng trên con giờ này để con có thể nhận biết lời của Chúa, để những sự bí mật của lời Ngài được mặc khải cho con. Cầu nguyện lên cha trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nguyện tất cả các bạn chị em buổi tối hôm nay được kết nối với nhau và kết nối với Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền. Cầu nguyện đến chị. Ô lạy Chúa, hãy kết nối con với chính Ngài. Hãy kết nối tâm linh con với chính Ngài. Hãy dạy con lắng nghe Ngài. Hãy dạy con lắng nghe Ngài. Hãy dạy con lắng nghe Ngài. Ô Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền. Cầu nguyện đến chị. Đừng ai làm thinh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền. Bởi không có Chúa Thánh Linh, chúng ta không thể nào biết Chúa Giêsu là ai và Ngài đã làm gì. Chúng ta chỉ biết trên giấy thôi. Còn biết từ tấm lòng thì phải nhờ cậy Thánh Linh. Và biết rõ Đức Chúa Trời cũng phải nhờ Thánh Linh. Cho nên cho em cầu nguyện một lần nữa. Lạy Chúa, hãy mặc khải Đức Chúa Trời cho con. Hãy mặc khải Chúa Giêsu cho con. Con quyết cậy Thánh Linh của Ngài để hiểu Ngài qua lời của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, đụng chạm linh hồn con. 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 Cầu nguyện anh chị em đừng làm thinh. Tôi muốn tất cả anh chị em đừng làm thinh. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền. Hãy cầu nguyện với Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền. Chúa Thánh Linh ơi, hãy đầy dạy bên trong con để con ngày càng trở nên giống Chúa. Hãy đầy dạy bên trong con để con ngày càng yêu Chúa và yêu mọi người. Hãy đầy dẫy bên trong con để sự bình an vui mừng của con ngày được gia tăng.
Cầu nguyện lên chị. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy đầy dẫy bên trong lòng con, để cho sự nhân từ hiền lành, nhẫn nhục được nhân lên trong tâm lòng con, để biến con trở thành giống Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cầu nguyện lên chị. Hãy đổ đầy. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng, những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được đầy dẫy Thánh Linh bên trong giờ này, được đầy dẫy Thánh Linh bên trong giờ này, và những tính cách của anh chị em được gọt, được dũa để giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày, giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày, trong danh Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Nữa đây anh chị em, cầu nguyện, nhất là những anh chị em nào đang cảm thấy rằng mình chưa giống Chúa Giêsu lắm, chưa yêu thương nhiều, chưa nhẫn nhục, chưa nhân từ, chưa có tiết độ, chưa có thể chịu đựng, chưa có thể có nhiều sự bình an vui mừng trong tấm lòng. Hãy cầu nguyện. Đức Thánh Linh ơi, hãy đầy dậy bên trong tấm lòng con, để con luôn thảnh thơi và thỏa lòng với Ngài, để con luôn được bình an kết nối với Ngài trong sự vui mừng, để thiên đàng luôn cai trị trong lòng con. Cầu nguyện lên cho em trong danh Chúa Giêsu quyền này. Những ai đang xung đột, những ai đang giận hờn, những ai đang cay đắng, những ai đang buồn khổ, hãy ăn năn giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, anh em mở môi miệng mình ra và nói: ta nhận danh Chúa Giêsu, ta từ chối toàn bộ những sự cay đắng, giận hờn, buồn khổ, lo âu. Ta từ chối mấy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta từ chối mấy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện lên cho em. Sự cầu nguyện đó rất là quan trọng. Anh chị em ở đó, tôi ở đây, nhưng tất cả chúng ta được kết nối với nhau bởi đức tin, và chúng ta được ở cùng một nơi trong vương quốc thiên đàng. Chúa không bị giới hạn, Chúa không bị ngăn trở, Chúa không bao giờ bị cái điều gì đó gây Ngài phiền toái mà ban phước cho anh chị em. Để qua, tôi tin rằng Chúa đang ban phước cho anh chị em là tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này. Nguyện Đức Chúa Trời đầy dẫy lòng anh chị em giờ này. Nguyện lời của Chúa và Thánh Linh của Chúa đầy dẫy lòng anh chị em giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tôi công bố mọi lòng nào, mọi tai nào nghe được lời cầu nguyện này sẽ được biến hóa trong vinh quang của Chúa Trời, và được biến hóa trong vinh quang và trở nên giống Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận lời chúc phước của tôi. Hỡi những người nam người nữ của Đức Chúa Trời, hỡi những người nam người nữ của Đức Chúa Trời, hãy được biến hóa giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thân của Chúa chạm trong lòng anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nữa đây anh chị em, cầu nguyện. Tôi nhắc lại những anh chị em thấy rằng qua bao nhiêu năm tháng mình đi với Chúa mà đời sống mình chưa giống Chúa lắm, chưa yêu thương nhiều như Chúa, chưa nhẫn nhục nhiều như Chúa, chưa bình tĩnh nhiều như Chúa, chưa nhân từ nhiều như Chúa, hãy cầu nguyện theo tôi. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy trang đầy Thánh Linh vào lòng con giờ này. Hãy xây dựng bên trong con trở nên giống như tính cách của Chúa Giêsu giờ này. Con cầu nguyện thật lòng trong danh Chúa Giêsu quyền này. Con cầu nguyện thật lòng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện lên chèm trong danh Chúa. Cầu nguyện lên chèm trong danh Chúa. Tôi nói rằng tất cả chúng ta, tất cả những người nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, tôi đặt một sự kết nối vào trong anh em giờ này, kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời vào trong anh em giờ này. Tôi nói với thẩm quyền trong danh của Chúa Giêsu Christ giờ này, trong danh Chúa Giêsu, kết nối. Trong danh Chúa Giêsu, kết nối. Hallelujah. Linh anh chèm được kết nối giờ này. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục cầu nguyện. Những ai đang chưa bình an, chưa vui mừng, hãy nói: Chúa hãy đầy dẫy lòng con. Chúa hãy đầy dẫy lòng con. Lạy Chúa hãy đầy dẫy lòng con. Trong danh Chúa Giêsu quyền. Oh, Jesus. Hãy chạm anh em con giờ này. Oh, Lord Jesus. Hãy chạm anh em con giờ này. Oh Lord Jesus, hãy chạm anh em con bởi Thánh Linh của Chúa giờ này. Con cảm ơn Ngài. Đón nhận lên cho em. Tôi đang cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở đây. Sự hiện diện của Chúa đang ở đây. Và Ngài cũng ở đó với anh chị em. Ngài đang ở trong phòng với anh chị em. Ngài đang ở trong phòng với anh chị em giờ này. Ngài đang ở trong phòng với anh chị em giờ này. Hãy đón nhận Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố thần Đức Chúa Trời giáng trên anh chị em giờ này. Thần Đức Chúa Trời giáng trên anh chị em giờ này.
Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Cầu nguyện đến chị. Lạy Chúa hãy giáng trên con. Lạy Chúa hãy giáng trên con Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và trang bị cho con quyền năng và các ân tứ. Trang bị cho con quyền năng và các ân tứ để con làm chứng nhân cho Ngài trên đất này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, hãy đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này anh chị. Hãy đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này anh chị. Tôi nói rằng thần Chúa giáng trên anh em giờ này. Hãy đưa hai tay lên để đón nhận thần của Ngài. Giáng trên anh em giờ này. Thần Chúa giáng trên anh em giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận sự đầy dậy trên anh chị. Đầy dậy Thánh Linh trên anh chị. Đầy dậy Thánh Linh trên anh chị. Những ân tứ quyền năng, những lời tri thức khôn ngon, những dấu lạ phép kỳ được thực hiện qua đời sống anh chị em giờ này. Hãy kết nối. Hãy kết nối trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy kết nối trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Anh chị em ở đó, tôi ở đây. Nhưng tất cả chúng ta được kết nối với nhau và kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Anh em hãy tin đi. Và hãy mở mồm miệng mình ra và nói. Lạy Chúa, con đón nhận thần của Đức Chúa Trời trên con giờ này. Con đón nhận thần của Đức Chúa Trời giáng trên con giờ này. Và con tin rằng khi Ngài đến trên con thì con sẽ mặc lấy quyền phép trên cao và có năng lực được vận hành trong những ân tứ của Ngài để bày tỏ những sự khôn ngon, thông sáng, tri thức, phép lạ, dấu kỳ và những điều mâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ vào đời sống con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, cầu nguyện lên trên. Tiếp tục cầu nguyện nào. Những ai đang cảm thấy mình chưa mạnh, chưa được sức giàu trong quyền năng của Thánh Linh, chưa bao giờ biết đặt tay cầu nguyện cho người bệnh, chưa bao giờ có thể dùng danh Chúa đuổi quỷ cho người bị quỷ ám, chưa bao giờ kinh nghiệm được bất kỳ sự hiện diện và phép lạ nào trên đời sống mình, hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, hãy cho con kinh nghiệm quyền phép Thánh Linh trên con giờ này. Cầu nguyện anh chị. Lạy Chúa, hãy chạm con và cho con kinh nghiệm quyền phép Thánh Linh trên con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu con này xin amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục đón nhận. Tôi công bố thân của Chúa trên cho em giờ này. Thân của Chúa trên cho em giờ này. Thân của Đức Chúa Trời trên cho em giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền này. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Anh chị em nên nhớ, Chúa ban Thánh Linh cho chúng ta, sức dầu cho chúng ta ở ba phương diện. Ngài sức dầu cho chúng ta ở phương diện ở cùng, để chúng ta có thể nghe được sự dẫn dắt và cố vấn của Thánh Linh mỗi ngày. Amen ạ. Ngài sức dầu cho chúng ta bên trong, để tâm tính của chúng ta có cơ hội biến hóa, thánh hóa được giống Chúa Giêsu mỗi ngày. Và Ngài sức dầu cho chúng ta bên trên, để chúng ta có cơ hội để nhận lấy quyền năng và ân tứ, để có thể phục vụ Chúa một cách đắc lực, cứu người, giúp người, chúc phước cho người và giải phóng người, chữa lành người và dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời. Amen anh chị em, nhớ ha, ba phương diện này. Anh chị em hãy nhớ điều đó. Và cầu Chúa ban phước cho tất cả anh chị em là những người ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này của tôi. Tất cả anh chị em nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này của tôi được phước trong buổi tối hôm nay. Tôi công bố anh chị em được phước trong buổi tối hôm nay. Tôi công bố anh chị em được tăng trưởng và hiệu quả trong buổi tối hôm nay. Tôi công bố anh chị em có sống một đời kết quả trong buổi tối hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Amen, amen và amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Amen. Rồi, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và anh chị em ơi, trước khi mình học bài học này, như thường lệ, anh chị em hãy giúp tôi chia sẻ live stream này trên mọi nền tảng mà anh chị em tham gia. Trên Instagram, trên Facebook, trên các nhóm, trên các group nào mà anh chị em tham gia, chia sẻ đi ạ. Dành một phút để bấm chia sẻ. Ok chưa? Và đây là cách mà anh chị em cùng tôi để rao giảng phúc âm. Cách mà anh chị em cùng tôi để bày tỏ quyền năng của Chúa khắp mọi nơi. Và biết đâu được, có những anh chị em đang muốn tìm hiểu Chúa trên những live stream, trên những nền tảng đó sẽ được biết Chúa và trở lại với Chúa. Amen ạ. Hãy chia sẻ trong danh Chúa Giêsu quyền này. Cảm ơn anh chị em nhiều lắm. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Ok anh chị em,
Buổi tối hôm nay tôi xin nhắc lại bài học mà chúng ta sẽ học, bài thứ hai với tựa đề là những nguyên nhân khiến cho chúng ta bị bệnh bên trong. Các bạn, đây là những nguyên nhân tại sao chúng ta bị bệnh bên trong. Ok anh chị em, bữa trước thì chúng ta đang nói về cái bệnh bên trong là bệnh về cái linh hồn của mình, đúng không ạ? Bệnh về linh hồn của mình. Và cái điều này nó có thể xảy ra cho bất kỳ ai và bất kỳ khi nào. Và tôi cũng đề cập đến một cái linh mạnh sức, một linh rất mạnh sức và đang hành động trong thế giới ngày hôm nay. Đó là tà linh của sự khước từ và ruồng bỏ. Và nó hành động ở khắp mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, mọi môi trường. Satan đã thiết kế ra và qua cái linh khước từ ruồng bỏ này, nó có thể xâm nhập vào đời sống của từng con người và nó làm cho con người đó rất khó tiếp cận với tình yêu của Đức Chúa Trời, với tình yêu của những người xung quanh. Họ luôn luôn nhìn xã hội, nhìn cộng đồng, nhìn Chúa với một cái con mắt cực kỳ tiêu cực và đầy định kiến. Những người bị ruồng bỏ, bị khước từ luôn luôn xa lánh và sống một cuộc đời phải nói thật sự là rất nổi loạn. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao nó có những nguyên nhân đó, nó có những cái biểu hiện đó, hoặc là tìm hiểu những nguyên nhân dẫn con người ta đến cái việc trở thành nạn nhân cho tà linh của sự khước từ và ruồng bỏ. Anh chị em biết đó, Satan nó luôn luôn thiết kế ra những cái hệ thống gian ác của nó để mục đích cầm buộc con người. Và một trong những cái lỗ hổng mà nó sử dụng để cầm buộc con người đó là sự rủa xả. Anh chị em nhớ trong Xuất Ai Cập ký chương 20 hoặc là Phục Truyền Luật Lệ ký chương 30, Đức Chúa Trời ghi rất là nhiều về cái sự rủa xả. Ví dụ như Đức Chúa Trời ghi trong lời của Ngài rằng nếu một người yêu mến Chúa thì sẽ được ban phước đến ngàn đời, nhưng mà những ai ghét Đức Giê-hô-va thì con cháu của họ sẽ bị rủa xả đến gì? 3-4 đời, đúng không ạ? 3-4 đời. Và nếu anh em đọc trong Phục Truyền Luật Lệ ký chương 29 chương 30, anh em sẽ thấy nó liệt kê ra rất nhiều sự rủa xả, mà nguyên nhân để dẫn đến sự rủa xả đó chính là tội lỗi. Tội lỗi, cho nên tội lỗi chính là cái cửa mở ra để cho sự rủa xả bước vào. Và ở đâu có sự rủa xả thì ở đó ma quỷ toàn quyền để hành động trên những nạn nhân, toàn quyền hành động trên những nạn nhân. Nơi đó có sự tối tăm, nơi đó có quyền lực sự chết, nơi đó có quyền lực của sự hủy diệt, nơi đó có quyền lực của sự cướp bóc, quyền lực của sự thống trị. Và con người ta không còn tình yêu thương ở nơi đó nữa, anh chị em ha. Vì thế chúng ta phải hiểu rằng Satan luôn tìm mọi cách để bước vào con người, và nó cũng không bao giờ từ chối bất kỳ một cơ hội nào để bước vào con người. Ý tôi muốn nói là nó có thể bước vào một đứa trẻ vừa chào đời, nó cũng có thể bước vào một đứa trẻ thậm chí còn nằm trong bào thai của mẹ nó khi Satan và các quỷ của nó có cơ hội. Bất kể con người nào, ở mọi lứa tuổi, ở mọi tình huống, Satan không có luật chơi. Nó là mafia mà, cho nên nó không có tôn trọng bất kỳ một luật chơi nào cả. Nó là kẻ nổi loạn vô luật pháp mà. Cho nên nếu như nó tìm thấy kẻ hở là nó bước vào. Trong phạm vi bài học buổi tối hôm nay, tôi sẽ nói cho anh chị em biết về cái tà linh mạnh sức của sự khước từ và ruồng bỏ này. Nó có thể bước vào con người ta khi nào, ở những trường hợp nào, để chúng ta có thể kiểm lại đời sống của mình và chúng ta có thể tìm cách để thoát ra. Bởi vì như tôi nói, nó tà linh khước từ và ruồng bỏ là một tà linh cực kỳ gian ác. Nó khiến cho con người ta không thể sống trong tình yêu. Và anh chị em biết, tình yêu thương chính là môi trường của Đức Chúa Trời, và không có tình yêu thương là môi trường của Satan. Vì vậy Satan rất là thích
dẫn con người ta ra xa khỏi tình yêu của Chúa, tình yêu đồng loại, tình yêu của gia đình, tình yêu của cha mẹ, để một con người bắt đầu cảm nhận thù hận, một con người sống trong cái sự ganh ghét, một con người sống trong cái sự chối bỏ, sống trong sự nghi ngờ, trong sống trong sự đố kỵ. Và Satan nó sẽ sử dụng con người đó cho mục đích của nó. Và bây giờ tôi sẽ chia ra Hoàng ạ, tại sao một đứa trẻ lớn lên nó có thể bị linh khước từ và ruồng bỏ ám vào, cho đến khi nó trở thành trưởng thành, cho đến khi nó có thể thành những người lớn tuổi rồi, nó vẫn cảm thấy trong lòng có sự khước từ và ruồng bỏ, không tin tưởng được ai, không thể sống cùng ai, không thể nào bày tỏ tình yêu và nhận tình yêu từ ai, bất kỳ ai. Họ sống co cụm lại, họ sống khép kín, và họ luôn có cái sự định kiến ở trong tấm lòng. Họ không thể phục vụ Chúa được nếu họ trở thành một người tin Chúa. Họ không thể làm việc cùng ai, họ không thể tin tưởng, cũng không thể cảm nhận rằng mình được nhìn nhận trong bất kỳ một trường hợp nào. Thì bây giờ mình sẽ chia ra nha anh chị em. Bài học buổi tối hôm nay mình sẽ chia ra những trường hợp mà tà linh khước từ và ruồng bỏ có thể bước vào một con người. Anh chị em nào mà cảm thấy trên đời sống mình có cái dáng dấp của nó, của cái loại tà linh này, thì anh chị em hãy lắng nghe kỹ. Và ngoài ra cũng nên kiểm tra lại cái quá khứ của mình, xem thử mình có thể bị sa vào những trường hợp mà tôi sẽ nói sau đây hay không, để chúng ta sẽ tìm thấy được cái cách thức cũng như con đường ánh sáng để đem lại dẫn chúng ta đến sự giải cứu và chữa lành. Amen chị em. Bây giờ như tôi đã nói đó, Satan không bao giờ bỏ bất cứ một cơ hội nào. Cho nên từ khi một đứa trẻ được hình thành trong bụng mẹ, từ ngày đầu tiên được mang thai trong bụng mẹ, thì Satan đã tìm cơ hội bước vào rồi. Đây tôi muốn nói một cách riêng, đó là linh ruồng bỏ và khước từ đã tìm cơ hội để nhập vào một thai nhi còn nằm trong bụng mẹ. Vậy thì nó nhập vào thai nhi còn nằm trong bụng mẹ ở những trường hợp nào? Anh chị em có giấy bút hãy ghi xuống một vài trường hợp mà tôi sẽ chia sẻ ở đây nha. Rồi anh chị em có thể sử dụng những tri thức này để giúp đỡ chính mình, người thân của mình, con cái của mình, và những người nào cần giúp đỡ khi họ đang bị cái loại tà linh này ám toán, khiến cho đời sống tâm hồn của họ cực kỳ đau khổ và đắng cay. Vậy trường hợp thứ nhất, đó là mang thai ngoài ý muốn. Trường hợp này tôi nghĩ rằng nó rất là nhiều, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Xã hội hiện đại ngày nay, nam nữ có thể quan hệ tình dục một cách tự nhiên, nó không như ngày xưa, không ạ? Cái chuyện trinh tiết ngày hôm nay không được đánh giá cao, thậm chí là người ta không còn tôn trọng điều đó nữa. Cho nên cái chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, quan hệ tình dục một cách bừa bãi, hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày hôm nay anh chị em thấy nó rất là phổ biến cái chuyện này. Cho nên cái việc mang thai ngoài ý muốn hoàn toàn có thể xảy ra, và không có lạ gì khi chúng ta phát hiện tà linh sẽ nhập vào cái thai nhi đó trong những trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Tại sao? Khi một thiếu nữ hay là một phụ nữ mang thai ngoài ý muốn thì em ấy và cô ấy sẽ không bao giờ có cái cảm tình với cái thai nhi ở trong bụng của mình, vì ngoài ý muốn cơ mà. Ví dụ như là do ngoại tình mà có thai, quan hệ trước hôn nhân có thai, phải không ạ? Hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả, không có một cái kế hoạch gì cả. Mà cái những cái quan hệ có thai ngoại ý muốn này, mang thai ngoại ý muốn này, phần lớn nó là kết quả của cái sự là gian dâm và thỏa mãn tình dục, chứ không phải là tình yêu, đúng không ạ? Cái bào thai này không được tạo ra bởi tình yêu của nam nữ, mà bào thai này được tạo ra bởi tình dục, bởi ý người, bởi những cái sự sai trật. Cho nên cái người nữ mà mang thai đó đó sẽ không bao giờ chấp nhận cái bào thai này. Và những ngày tháng mang thai đó là những ngày tháng đau buồn,
những ngày tháng chối bỏ, những ngày tháng cảm thấy cái bào thai đang lớn dần lên trong bụng mình là một sự phiền toái. Đấy. Và những cái đứa trẻ sinh ra ngồi giá thú như vậy hay là không mong đợi như vậy, nó sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu thương ngay khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Và những đứa trẻ như vậy chắc chắn là một cơ hội tốt, rất là tốt để cho Satan là linh khước từ bước vô ngay khi nó, những ngày đầu của thai nhi là nó đã bước vô. Ví dụ như một thiếu nữ vừa mới phát hiện rằng mình có thai mấy tuần và bắt đầu run sợ, bắt đầu cảm thấy không hài lòng, bắt đầu cảm thấy không muốn, bắt đầu tức giận người đàn ông của mình, bắt đầu rủa xả, bắt đầu khó chịu với thai nhi này. Anh chị biết không, ngay lúc đó thì tà linh khước từ và ruồng bỏ bước vào đứa bé lập tức liền, bước vào liền. Đấy. Và những cái vết thương bị khước từ đó nó khiến cho đứa bé đó chịu một sự rủa xả rất lớn từ luật của Chúa. Theo như luật cựu ước đó anh chị em, một người sinh ra ngoài giá thú và con cháu của họ sẽ bị cấm bước vào đền thờ của Chúa đến 10 thế hệ. Anh chị em thấy không ạ? Phục truyền luật lệ ký chương 23 câu 2 đó. Và ngày nay đó, xã hội ngày hôm nay có rất nhiều những đứa con ngoài giá thú, những đứa con mà sinh ra ngoài hôn nhân rồi vất vưởng sống có mẹ không có cha, có cha không có mẹ, và nó lớn lên với một khiếm khuyết rất là nhiều ở trong tâm hồn của nó. Và nên biết Satan lập tức khai thác điều này, không ạ? Và anh chị em biết những đứa con ngoài gia thú, những đứa con mà mang thai ngoài ý muốn, nó lớn lên tổn thương lắm, rất tổn thương. Nhưng Chúa Giêsu đến để hủy phá điều đó, và những đứa trẻ đó có thể được giúp đỡ bởi quyền năng của Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu. Vì quyền lực này thực sự là do đem đến bởi sự rủa xả của sự vô luật pháp, quan hệ tình dục bừa bãi, ngoài hôn nhân, ngoài tình. Đó là những cái điều mà chúng ta hết sức chú ý ha. Chúng ta ghi nhận trường hợp này để mình có thể giúp đỡ cho những đứa trẻ bất hạnh đó, những đứa trẻ bị khước từ từ trong bụng mẹ đó. Rồi, ngoài những cái trường hợp đặc biệt này thì chúng ta cũng có thể liệt kê một vài những trường hợp khác nữa cũng có khả năng đứa nhỏ bị khước từ từ trong bụng mẹ. Ví dụ nha, hai vợ chồng mới lấy nhau và hai vợ chồng có cái kế hoạch là sau 2 năm hay là 3 năm mình mới bắt đầu sinh đứa con đầu tiên. Nhưng mà vì lý do nào đó vỡ kế hoạch, mới đi hưởng tuần trăng mật đã là phát hiện mang thai rồi. Anh em hiểu không ạ? Và điều gì xảy ra anh chị em? Cặp vợ chồng đó cực kỳ là không hài lòng. Không hài lòng. Phần lớn là không hài lòng bởi vì cái đứa con này nó xuất hiện trong gia đình của mình quá sớm, ngồi mong đợi. Và anh chị em biết không, tôi nói anh chị em điều này để ghi nhận, chỉ còn một ý nghĩ thôi, tích tắc thôi, không hài lòng việc bào thai đó, thì lập tức tà linh khước từ và ruồng bỏ nhập vô đứa bé liền. Đây là cái chỗ mà anh chị em hết sức lưu ý. Tà linh khước từ và ruồng bỏ cũng giống y như mọi tà linh khác thôi. Nó là như sư tử rống đi rình mò xung quanh, tìm chỗ hở để bước vô. Đó. Cho nên cái đây cũng là một cái điều hết sức là cần quan tâm đối với những cặp vợ chồng mà có cái kế hoạch sinh con muộn sau khi kết hôn, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch hóa gia đình cho nó thật kỳ chu đáo. Nhưng nếu lỡ may mà mình mang thai ngoài ý muốn, thầy anh chị em hãy cứ cảm tạ Chúa và vui mừng, được không? Cảm tạ Chúa và vui mừng, vì Kinh Thánh chép rằng bông trái của tử cung là phần thưởng của Đức Giê-hô-va. Anh chị em phải nghĩ rằng có những cặp vợ chồng mong mãi không có đứa con, mà mình có thì phải vui mừng, đừng bao giờ cảm thấy khó chịu vì lý do ABC. Amen không ạ? Đó là cái thứ hai.
Rồi, một cái trường hợp nữa cũng rất phổ biến có thể xảy ra, người ta gọi là sinh con quá sát nhau vì vỡ kế hoạch. Ví dụ nha, anh chị em vừa sinh đứa con và đứa bé của anh chị em vừa mới đau được 6 tháng thôi và phát hiện vợ lại mang bầu tiếp. Anh chị em hiểu ý tôi nói không ạ? Đó là sinh quá gần. Và cái sự mang bầu tiếp này nó không nằm trong kế hoạch. Và ngày hôm nay anh chị em biết đó, nuôi một đứa con cực kỳ tốn kém. Và những gia đình mà không có kinh tế hay là phải nhiều kế hoạch khác thì cực kỳ là khó chịu vì điều này. Đúng không ạ? Cực kỳ khó chịu. Và đôi khi cả vợ lẫn chồng không hài lòng vì cái lần mang thai quá gần này. Bắt đầu lầm bầm, bắt đầu buồn bực. Và anh chị em biết, chỉ cần những sự lầm bầm buồn bực của người mẹ hoặc người cha cũng tương tự như vậy, mở cửa cho linh khước từ và ruồng bỏ bước vô đứa bé khi nó vừa được hình thành ở trong bụng mẹ lên. Và nó mang cái tà linh đó cho đến 9 tháng 10 ngày nó sinh ra. Anh chị em sẽ thấy nó có nhiều khiếm khuyết ở trong tâm hồn sau này. Đó. Trường hợp tiếp theo là đứa trẻ sinh ra trong cái sự căng thẳng, khó khăn và tài chính trong gia đình. Đó là trường hợp thứ ba nha anh chị em. Ví dụ như bây giờ gia đình thì đang rất thiếu thốn, hai vợ chồng sống với nhau thôi mà tiền đã không đủ rồi. Đã, nào là phải trả tiền thuê trọ rồi vợ chồng đang có những vấn đề nào đó về sức khỏe cần phải lo, ví dụ thế. Tự nhiên phát hiện lại là đang mang thai một đứa bé trong bụng nữa. Và vợ hoặc chồng nghĩ rằng ôi đứa bé này đúng thực sự là một tai nạn ở dưới trời này, nó là nguyên nhân để gia thêm sự căng thẳng cho tài chính trong gia đình. Và vợ chồng bắt đầu căng thẳng với nhau. Vợ có thể oán trách chồng, chồng có thể oán trách vợ. Tại sao lại để cho đứa bé này sinh ra, tại sao lại để cho em mang bầu thế này, ví dụ thế. Rồi xong. Anh chị em ơi, những cái lúc như vậy đó, linh khước từ và ruồng bỏ bước vô liền. Vì nhớ nha, những trường hợp như vậy là phải nên tránh, nhất là những cặp vợ chồng trẻ đang có mặt ở trên live stream buổi tối này. Chúng ta sẽ sinh ra những đứa trẻ khiếm khuyết và có bệnh bên trong. Mặc dù có thể thân thể của nó hoàn toàn hồng hào, đủ ký, khỏe mạnh, nhưng trong tâm hồn của nó đã bị bệnh mà chúng ta không biết, nếu chúng ta không có những kiến thức thuộc linh như thế này. Được không ạ? Trường hợp thứ tư, đứa trẻ có thể bị linh, tà linh ruồng bỏ và khước từ nhập vào khi người mẹ đó đã từng quá hoảng sợ cho lần sinh ở trước đó. Anh em hiểu không ạ? Ví dụ như mang thai cái đứa con đầu và khi sinh là cực kỳ đau đớn, thậm chí ngất đi, suýt chết, phải mổ, phải xẻ, rồi thập tử nhất sinh. Và người mẹ đang có một cái cảm giác là cực kỳ hoảng sợ cho cái việc sinh nở đó. Và lỡ may là đứa lại mang thai một đứa thứ hai tiếp theo. Anh chị biết điều gì không? Trong tấm lòng của một người mẹ đang sống với sự sợ hãi. Rồi xong. Xong rồi. Kỳ này mà mình đến kỳ sinh nở là thôi kinh khủng rồi. Và vô tình người mẹ đem cái cảm giác sợ đó đó đổ lên cái thai nhi của mình như là một nguyên nhân. Anh hiểu ý không? Vô tình người mẹ nói rằng bào thai này là nguyên nhân của những sự căng thẳng và sợ hãi của ta. Và ngay lúc đó tà linh của sự khước từ ruồng bỏ bước vô, và đứa trẻ đó sinh ra sẽ gặp khiếm khuyết về mặt tâm hồn. Trường hợp tiếp theo là đứa trẻ đấy mang thai trong sự căng thẳng của cha mẹ. Ví dụ như cặp vợ chồng đó đang chuẩn bị ly thân, chuẩn bị ly hôn, chuẩn bị làm mọi thủ tục để không sống với nhau nữa, nhưng mà không biết lý do sao đó thì dính bầu mất tiêu. Anh em hiểu em ạ? Có chứ sao không có. Mới chuẩn bị thôi mà chứ đã ly hôn ly thân đâu, cho nên vẫn có thể ăn ngủ với nhau và dính bầu.
trong cái lúc mà gia đình đang căng thẳng, trong cái lúc gia đình đã chuẩn bị mọi thủ tục để ra tòa mà lại dính bầu, thì người mẹ làm sao với đứa trẻ đó? Trẻ đó chắc chắn là không hài lòng, chắc chắn là cực kỳ trút mọi cơn giận, trút mọi rủa xả, trút mọi mắng mỏ, trút mọi điều lên cái bào thai đó. Và như tôi đã nói trước đó, Satan tận dụng những cơ hội này để bước vào. Và đứa trẻ đó có thể sẽ sinh ra, nhưng nó sẽ sinh ra với một tâm hồn khiếm khuyết, khiếm khuyết. Đó anh chị em. Đó. Trường hợp tiếp theo nữa, ở Việt Nam mình có trường hợp là tại sao đứa con thứ 11 là hay đặt tên dư, anh chị em biết không? Đứa con thứ 11 ngày xưa ông bà mình đẻ nhiều lắm, không phải như bây giờ cả một hai đứa đâu. Ngày xưa ông bà mình là làm chục đứa, ít nhất nhà nào cũng chục đứa, vì làm nông mà, cho nên phải sinh nhiều nó mới có đủ nguồn nhân lực để mà cày ruộng rồi cuốc đất rồi các thứ đó. Cho nên là tôi ở quê tôi thấy cái đứa thứ 11 luôn là đặt cái tên là Dư. Này là thằng Dư, thằng Thừa. Và anh chị em biết không, trong cái tên gọi đó, nó vô tình nó nói lên, nó nói lên cái tính chất khước từ và ruồng bỏ của thai nhi. Vì nó nói rằng cái đứa này là cái đứa ngồi kế hoạch, cái đứa này là cái đứa mà ta không định sinh nữa, nhưng mà rồi nó lỡ sinh ra. Và trong gia đình rồi đưa người mẹ, người cha, anh em bắt đầu là có cái thái độ đó. Và tôi, như tôi đã nói ở trên, sự khước từ đã nhập vô cái đứa Dư đó, cái đứa cuối cùng, cái đứa thứ 11, 12 đó, nó nhập vô. Và nó cũng lớn lên với một cái tâm hồn bị bệnh hoạn bên trong, thiếu tình yêu, và rất khó hòa đồng, rất khó phát triển trong xã hội, cũng như khi nó tin nhận Chúa, nó không thể phục vụ Chúa được, không thể đón nhận tình yêu của Đức Chúa Trời để tiếp nhận Chúa được. Đó là cái điều. Rồi. Và một trường hợp cuối cùng, một trường hợp cuối cùng và cũng khá phổ biến, tôi nói để anh chị em có thể ghi nhận, là đang mang thai, có thể là mang thai ngoài kế hoạch, mang thai ngoài hôn nhân, mang thai do cái gì đó ngoại tình, mang thai do ngoài ý muốn, vân vân, đủ con đủ cái vân vân, thì người mẹ người cha đó có ý định phá thai. Anh chị em biết đây là có nhiều lắm á. Dự định bàn với nhau, thôi chắc mình hôm nay đi nạo, đi hút đi, đúng không? Bây giờ có cái dịch vụ nạo hút, anh chị em biết không? Nó không như ngày xưa là đau đớn đâu, mà nó có cái dịch vụ nạo hút rất là tiện nghi, và các bệnh viện nó cũng quảng cáo những cái dịch vụ giết người đấy. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, chỉ cần vợ hoặc chồng có một dự định thôi, một ý định thôi, sẽ phá cái thai này, thì tà linh khước từ và ruồng bỏ nhập ngay vô đứa nhỏ, chứ không phải là phải đi phá nó mới nhập vô, mà nhiều khi phá rồi chết mất tiêu rồi lấy gì nhập nữa, đúng không? Hoặc là đến bệnh viện rồi nghĩ lại đi về, mình nghĩ chắc bình thường. Không phải đâu, chỉ có ý định thôi, vợ chồng chỉ có bàn nhau một lời thôi, là thôi anh em ơi, chắc mình đi bỏ cái thai này đi, thai này nó không đúng năm, ông thầy bói coi là không hợp tuổi, không hợp thời kỳ, rồi ôi mình chưa chuẩn bị tài chánh, chưa có nhà, chưa cái gì, tự nhiên là có đứa nhỏ, thôi chắc mình đi phá. Là anh chị em biết, ta linh khước từ ruồng bỏ nhập liền, nhập liền tức thì. Và đứa bé đã sinh ra có một cái bệnh bên trong tâm hồn, và anh em sẽ thấy nó rất khác với những đứa nhỏ khác. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu, trong 7 trường hợp mà tôi kể ở trên, quyền năng của Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh có thể phá hủy hoàn toàn sự rủa xả của linh khước từ ruồng bỏ này, và giải cứu và khôi phục đứa bé. Anh chị em cần phải phát hiện ra, nếu như con của mình hiện nay nó có những cái điều bất thường bên trong đời sống tâm hồn, thì anh chị em cần phải ra soát lại 7 trường hợp tôi vừa nói, xem thử biết đâu được, biết đâu được anh chị em đang, vì lúc mình chưa có Chúa mà, thì mình sống ngu muội, mình sống hời hợt, mình sống nói chung tội lỗi lắm, ai cũng vậy thôi, không có ai nói hay nói tốt gì, phải không anh chị em? Mình sống có những cái điều nó rất là quái đản trong theo thế gian, thì mình xem thử mình có dính những trường hợp nào như thế này đối với con mình không. Nếu có anh chị em cần phải
giải cứu cho con của mình. Cho con của mình. Nếu anh chị em phát hiện nó đang bất thường, anh chị em phát hiện đứa bé của mình hoàn toàn cứ buồn buồn, hay khóc, hay cười một mình, không hòa đồng với tất cả những người khác, không cảm nhận được tình yêu của cha của mẹ, không bao giờ nó có thể nói mẹ ơi con yêu mẹ, cha ơi con yêu cha, nó không bao giờ nói câu đó, đúng không ạ? Thì anh chị em hãy kiểm tra lại, không ạ, coi thử coi cái lúc mang thai con mình á, nó có xảy ra những trường hợp mà tôi vừa được kêu. Nếu anh chị em ghi không kịp hãy nghe lại bài giảng này, đã dính vào trong những trường hợp đó, thì anh em nên đem con mình đến sự giải cứu, vì nó có nguyên nhân thuộc linh, không ạ? Thì con mình mới có thể được chữa lành bên trong, chữa lành bên trong và phục hồi toàn bộ nhân phẩm của nó để nó có thể phát triển một cách bình thường. Đó. Ngày hôm nay đó anh chị em biết rồi đó, những cái đứa trẻ bị trầm cảm, bị tự kỷ, rồi bị nhiều chứng bệnh về thần kinh, bị nhiều những cái tác động xã hội nó quái đản lắm, mà người ta không giải thích được tại sao. Nhưng tao nói với anh chị em nè, đôi khi cái nguyên nhân là bởi vì hiện tại thời cái thời đại ngày nay đó, người ta sống một đời sống tình dục quá thoáng, quan hệ tình dục quá thoáng, thỏa mãn đam mê xác thịt, rồi mình làm những điều bậy bạ, và những đứa trẻ sinh ra trở thành nạn nhân của những lối sống tội lỗi đó. Ha, tôi nghĩ rằng cái điều này hết sức nghiêm túc để chúng ta xem xét. Hết sức nghiêm túc đó anh chị em, những trường hợp như vậy. Rồi bây giờ là những trường hợp khác. Đây là những trường hợp mà tôi nói với anh chị em là những trường hợp mà nó còn nằm trong bụng mẹ, nằm trong bụng mẹ. Nhưng bây giờ tôi giả sử rằng đứa bé của chúng ta trong bụng mẹ hoàn toàn tuyệt vời, được cha mẹ đó mong đợi, được bao bọc yêu thương, thậm chí là được ba đặt tay lên bụng chúc phước mỗi buổi tối. Nói chung là tuyệt vời, mẹ nó hạnh phúc, ba nó hạnh phúc, chờ đợi ngày nó sinh ra. Nhưng bây giờ nè, tôi nói với anh chị em nè, vẫn có những trường hợp bị linh khước từ ruộng bỏ nhập vào đứa bé ngay khi nó chào đời nha, ngay khi nó chào đời, ngay khi nó vừa lọt ra khỏi lòng mẹ. Thì tôi mới nói với anh chị em đây là trong những trường hợp nào nha, để anh chị em kiểm tra. Thứ nhất, ví dụ nha, ba mẹ đang chờ đợi một bé trai, đúng không? Nhưng mà lúc sinh là bé gái. Tôi chả biết bây giờ soi chụp chiếu đồ là bảo bé trai, bé trai, bé trai, về sắm quần áo cho bé trai, đặt tên bé trai, tất cả mọi thứ đang chào đón một đứa con trai. Nhưng mà ai biết đâu được, khi lúc sinh ra bệnh viện là một đứa gái lòi ra. Điều gì xảy ra? Tất cả đều thất vọng. Và anh chị em biết không, tôi nói điều này anh chị em ghi nhớ nha, ngay lúc người cha thất vọng hoặc người mẹ thất vọng về giới tính của con mình, tà linh ruồng bỏ và khước tử nhập tức thì, nhập vô tức thì, đứa bé khác liền, nó khác hoàn toàn. Khi nó lớn lên nó khác, và đôi khi nha, nó lớn lên á, mà nếu không có sự giải cứu á, nó trở thành con trai. Ồ, nó lạ lắm, nó cái linh nó biến nó thành con trai, mặc dù nó con gái, biến nó thành con trai bởi vì cha mẹ đã mong đợi nó như thế. Tà linh nó có thể làm bất cứ điều gì anh chị, bất cứ điều gì, kinh khủng lắm. Cho nên là mình cần phải chú ý điều này. Vậy thì giải pháp ở đây là gì anh chị em ơi? Trai gái gì cũng là con, và tôi nghĩ rằng mình là những người con cái Chúa, mình đừng bao giờ mong đợi một cái gì đó mà về giới tính. Con nào cũng amen tạ ơn Chúa hết, gái trai gì cũng tạ ơn Chúa. Thì tôi nghĩ rằng mình sẽ tránh rơi vào những trường hợp này. Đó là cái điều mà hết sức tế nhị, phải không ạ? Mình phải cần như vậy. Đó, anh chị em có trường hợp như vậy. Vậy thì sau khi sinh điều gì nữa nào? Điều gì có thể xảy ra nữa nè, để cho tà linh ruồng bỏ nó bước vô?
Còn một trường hợp nữa, ví dụ như bây giờ đứa nhỏ sinh ra, cha mẹ nào cũng mong đợi nó là một đứa nhỏ đẹp đẽ, một đứa nhỏ đủ ký, ba cân, trắng hồng, đẹp. Nhưng bây giờ tao nói trường hợp nó sinh ra nó bị khiếm khuyết thì sao? Ví dụ sinh ra nó có thể bị sức mối. Tôi ở trong cái vùng của tôi có thấy cái đứa bé đó như thế rồi. Hồi đó thì phương tiện kỹ thuật nó không có nhiều, cho nên là mong đợi, ba mẹ mong đợi đứa bé sẽ xinh đẹp lắm, con ơi con tuyệt vời lắm. Nhưng mà lúc sinh ra tự nhiên cái môi nó sức, nó lõm vô đây. Anh em có thấy những đứa bé nha chưa? Bẩm sinh luôn, không phải là nó bị cái gì cắn đâu, mà tự nhiên nó sức cái môi này, nó sức một nửa nữa. Rồi những đứa bé bị bệnh đau, những đứa bé bị khờ khạo, những đứa bé bị khiếm khuyết về tay chân, nó có 6 ngón, đúng không ạ? Thì tất cả những cái đó đều đem lại một cái sự rất thất vọng cho cha mẹ của nó, đúng không? Nhưng mà nếu cha mẹ của nó không tỉnh thức, là những người không biết Chúa, không được học bài học này, cha mẹ nó bắt đầu cảm thấy chán đứa con này. Ôi ôi, mày sinh ra làm chi? Rồi xong rồi. Chỉ nói một câu như thế thôi anh chị em, lập tức tà linh khước từ ruồng bỏ nhập vô. Đó, nhập vô. Đây là cái chỗ mà hết sức là cẩn thận. Rồi chưa hết đâu. Những đứa trẻ sinh ra vì một lý do nào đó, khi nó chào đời nó không được gặp mẹ nó, không được gặp ba nó. Có chứ. Có những trường hợp bất khả kháng, mẹ nó bị sự cố gì đó về mặt sức khỏe, ba nó đi làm xa không ở đó, hoặc là không có được gì, không được phép bước vào những cái phòng, ví dụ như phòng cấp cứu hồi sức cho đứa trẻ chẳng hạn, và đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ thì được bị đem đi mất. Tôi nói với anh chị em, những đứa trẻ đó cũng có nguy cơ, nguy cơ bị tà linh khước từ ruồng bỏ nhập vào. Vì tại sao anh chị em thấy không? Tại sao mà anh chị em coi trên những clip mà những phụ nữ sinh nở, anh chị em thấy ngay khi đứa trẻ về lọt, vừa lọt ra khỏi tử cung của mẹ nó, thì bác sĩ đem đứa nhỏ đặt vào ngực của người mẹ, và người mẹ phải ôm vỗ vỗ vỗ. Anh em biết tại sao? Để cho người mẹ và người con có sự kết nối yêu thương. Và sự kết nối yêu thương đó sẽ bảo vệ cái tâm linh bé bỏng và yếu đuối của đứa trẻ khỏi mọi những cái quyền lực mà mình bài học này gọi là sự khước từ ruồng bỏ và không yêu thương. Cho nên anh em đừng có tưởng là đứa nhỏ nó chưa biết nói, nó chưa biết gì cả, cho nên nó không cảm nhận được lầm đấy. Đứa trẻ cảm nhận được tình yêu của cha mẹ từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ cơ. Nhưng mà nếu lúc sinh ra vì lý do nào đó đứa mẹ bị rứt khỏi mẹ cha, nó đem đi bỏ vào một cái tủ kính hay một cái gì đó cho ai đó đang phải chăm sóc, thì đứa trẻ đó hoàn toàn có khả năng bị linh ruồng bỏ khước từ nhập vào, và tâm hồn của nó bị khiếm khuyết, nó lớn lên bất thường, rất bất thường. Đó là trường hợp tiếp theo. Đó là trường hợp tiếp theo anh chị em ha. Rồi những trường hợp khác, những trường hợp khác là những trường hợp mà mình cũng thấy có. Sau khi sinh, ví dụ như bây giờ sau khi sinh ra được 3 tháng thì người mẹ trẻ đó vì lý do nào đó họ đem bỏ nó ở cổng nhà thờ, cổng chùa, bỏ nó ở vệ đường và đưa ghi lên mảnh giấy, nếu ai nhặt được thì hãy nuôi dưỡng giùm con, đứa bé này tôi không có khả năng nuôi nó. Anh em đã thấy những trường hợp đã xảy ra trong xã hội chúng ta không? Có chứ. Đây tôi gọi đó là những trường hợp mà vứt bỏ con mình. Và chắc chắn 100% những đứa trẻ bị vứt bỏ đó, mặc dù có thể được những trại trẻ mồ côi nhận về nuôi, được những nhà chùa nhận về nuôi, được những hội thánh nhận về nuôi, được những mạnh thường quân nhận về nuôi, nhưng mà linh khước từ ruồng bỏ đã nhập vào bên trong. Khi nó lớn lên nó không còn bình thường, một tâm hồn bình thường nữa.
bị vứt bỏ từ nhỏ. Những đứa trẻ mồ côi ra rất tội nghiệp. Đó. Rồi chưa hết đâu anh chị em. Có những trường hợp nữa là những đứa trẻ sinh ra lớn lên bình thường, trong lúc 1 tuổi, 2 tuổi đang sống yêu thương giữa bầu không khí gia đình như thiên đàng. Wow, nó đi học về được mẹ nó bế, được cha nó cưng nựng, phải không ạ? Lúc 3 tuổi, 4 tuổi vậy đó, tự nhiên đùng cái lên 6 tuổi cha mẹ đã bắt đầu ly dị. Anh em thấy cái trường hợp đó không? Ly dị. Và ngay khi trong gia đình chuẩn bị thủ tục ly hôn thì người ta nói thôi mình giấu đứa con mình đi để cho nó đừng biết. Nhưng anh em nhầm đấy. Ngay khi cha mẹ đã chuẩn bị làm thủ tục ly hôn thì tà linh khước từ ruồng bỏ nhập vô đứa bé tội nghiệp đó. Và anh em để ý thấy những đứa trẻ ở trong những gia đình cả cha mẹ ly hôn nó không còn lành mạnh về mặt tâm hồn. Cho dù cha mẹ nó đầy đủ về phương tiện vật chất nuôi nó, cung phụng nó, cho nó học trường tốt nhất, ba hay đến thăm, mẹ hay đến thăm mỗi buổi chiều, cứ một tuần một lần, tuần hai lần, cứ cho là như vậy, ăn uống đầy đủ không thiếu gì. Nhưng mà các anh chị em thử nhìn vào mặt những đứa trẻ đó coi, nó vẫn có một cái nỗi buồn gì đó không thể tả được. Và tôi gọi đó là cái bệnh trong tâm hồn của nó được tà linh, bị tà linh ruồng bỏ khước từ tạo ra, rất tội nghiệp. Đó, cho nên tôi cũng nhân đây để nói với anh chị em là những người có gia đình, khi mình có những đứa con thì cái chuyện ly hôn ly dị là cái chuyện không nên. Và nói chung á, là dĩ nhiên hoàn cảnh thì nó rất là khác nhau, mình không thể nói là không thể nào được, là không xảy ra. Nhưng mà cố gắng tối đa vì một sinh linh, chúng ta hãy sống trong tình yêu để cho cái sinh linh tạo vật của Chúa đó được lớn lên một cách hoàn chỉnh. Amen anh chị em. Cái điều này cũng rất khó, phải không ạ? Nhưng mà tôi không dám nói với những người thế gian, nhưng tôi nói với những anh chị em là những người yêu mến Chúa, những người yêu mến Chúa, những người kính sợ Chúa, hãy giải quyết những xung đột, những mâu thuẫn giữa vợ chồng đó, đúng không? Giữa vợ chồng giải quyết, vì có một tạo vật của Đức Chúa Trời đẹp đẽ ở trong căn nhà của mình. Ly hôn luôn luôn là điều gì đó rất buồn. Và trong Sa-cha-ri Chúa nói là ta ghét sự ly dị, đúng không? Đức Giê-hô-va ghét sự ly hôn, ghét sự ly dị. Dĩ nhiên là không tránh khỏi 100%. Có những cặp vợ chồng yêu mến Chúa, tin Chúa vẫn ly hôn, có. Thậm chí có cả con cái nữa cũng phải chịu cảnh đó. Nhưng mà tôi nói lại với anh chị em là ý Chúa là Ngài ghét sự ly hôn, được không? Vì nó ảnh hưởng nhiều cuộc đời, nhiều những tâm hồn. Amen. Rồi còn gì nữa nè? Những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình còn gì nữa? Và còn có những trường hợp nào nữa bị ruồng bỏ nè? Có lẽ thời gian nhiều rồi, không ạ? Chúng ta sẽ nói cái này nữa rồi mình cầu nguyện để coi. Chúng ta cố gắng một chút nữa cho nó. Còn nữa là những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, đông anh chị em cũng sẽ gặp trường hợp này, ví dụ như bạn sinh ra một đứa con rồi thì mới đầu bạn lo cho nó nhiều thứ đầy đủ, nhưng mà rồi thì bạn sinh ra tiếp một đứa thứ hai, đúng không ạ? Bạn sinh ra một đứa thứ hai và dĩ nhiên bạn phải chăm đứa thứ hai đó nhiều hơn vì nó nhỏ mà. Và cái đứa đầu cảm thấy là ba mẹ bị sao mà bơ mình nhiều quá, không còn gọi mình ăn sáng nè, không còn mua đồ chơi cho mình nè, không còn quan tâm mình nhiều hơn nè, giờ cứ lo em. Và cái đứa lớn đó nó cảm thấy nó bị khước từ, nó cảm thấy nó bắt đầu trống vắng tình yêu thương. Và trường hợp đó cũng là cơ sở để cho tà linh khước từ và ruồng bỏ xâm chiếm tâm hồn của đứa nhỏ trong gia đình. Cho nên thưa anh chị em, cái điều này cũng là một kiến thức để cho những gia đình chúng ta, là những gia đình có trên hai đứa con, phải chú ý. Mặc dù mình có thể sinh ra nhiều đứa, nhưng mà đừng bao giờ mình quan tâm
không đồng đều. Đây là một cái kẽ hở. Rồi những trường hợp tiếp theo, đây là những trường hợp là những đứa trẻ sống trong những gia đình có cái sự bạo hành, bạo hành bằng lời nói, đúng không? Ví dụ như nè, những đứa trẻ sinh ra luôn luôn bị cha mẹ mắng: mày là đứa vô dụng, mày là đứa vô tích sự, tao ước gì tao đừng sinh ra mày, tao ước gì tao đừng thấy mày trên cõi trời này, tao thấy mặt mày là tao bắt ghét. Mặc dù không đánh không đập, không cho ăn roi không cho ăn đòn, nhưng mà cứ thấy nó đi học về, đi chơi về là mắng như thế. Anh em có thấy trường hợp đó trong một vài gia đình ở xã hội chúng ta không? Có đấy, tôi để tôi thấy có. Ngày xưa tôi thấy có. Và những cái đứa trẻ như vậy đó, nó sẽ bị linh khước từ và ruồng bỏ nhập vào. Nó không còn cảm nhận tình yêu của cha mẹ dành cho nó nữa. Không dành cho nó nữa, và nó sẽ lớn lên với một tâm hồn cực kỳ đau khổ. Rất đau khổ. Xin Chúa giúp cho anh em mình là những con cái của Chúa, đừng bao giờ vì nóng giận, mất kiềm chế mà mắng con mình một cách nó vô ý thức như vậy, mắng con mình một cách độc địa như vậy. Cái điều này nên ăn năn. Đôi khi là con cái Chúa nha, còn người không có Chúa thì thôi mình không nói. Là con cái Chúa nhưng mà nóng giận quá, xác thịt quá, không kiềm chế, đôi khi cũng tuôn ra những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Cho nên anh chị em phải ăn năn. Và tôi nhắc lại nha, Chúa Giêsu đến để hủy phá công việc của ma quỷ, trong đó Ngài có thể cột trói tà linh rủa xả khước từ này, ruồng bỏ này, để phục hồi những đứa trẻ. Chúng ta có thể hoàn toàn đến với Chúa để mà phục hồi. Rồi có những đứa trẻ đâu phải chỉ bị bạo hành về lời nói, bạo hành về thể xác, đúng không? Ví dụ sống trong những gia đình mà có người cha nóng giận, nghiện ngập chẳng hạn, nghiện rượu chẳng hạn, nghiện bia chẳng hạn, hay là giận cá chém thức chẳng hạn, cứ hai vợ chồng mà cãi nhau là lôi con ra đánh. Anh em có gặp trường hợp đó không? Cứ hai vợ chồng mà cà khịa với nhau một chút là con là cái thớt. Đây là cũng là một cái sự bạo hành về thể xác, và đứa trẻ cũng sẽ bị gọi là lớn lên trong cái cảnh lạm dụng bạo hành như vậy, thì nó bị khiếm khuyết. Cho nên bạo hành trẻ em hay bạo hành trong học đường, đúng không, cũng là một cái mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm. Cái đây cũng là một cái điều hết sức quan trọng, bởi vì con của anh chị em có thể là được rất yêu thương tại nhà, nhưng mà hãy chú ý điều này tôi nói nè, khi nó lên tuổi lên 3, lên 4, anh chị em không phải giữ nó ở nhà miết. Anh chị em phải gửi nó đến nhà trẻ, gửi nó đến trường. Và anh em thử tính đi, cái thời gian anh chị em ở với con anh chị em ít hơn là thời gian mà xã hội ở với con anh chị em, cô thầy ở với con anh chị em, những cái vú nuôi ở với con anh chị em, đúng không? Anh chị em phải gửi nó đi đó. Thì hãy coi nè, ngày hôm nay không hiếm những trường mầm non, những trường mẫu giáo, những trường gọi là lớp lá lớp mầm, có những trường hợp bạo hành những cái đứa trẻ ở trong đó. Tôi nhìn thấy những clip, phải không ạ? Cho nó ăn xong đứa bé nó khóc, và cô giáo không có Chúa mà nóng lên, bắt đầu đánh đứa trẻ, đánh đến ngất, đánh đến tím tái mặt mày luôn. Và anh chị em, những điều đó đó, những sự bạo hành về thể xác đấy, là cánh cửa rất rộng để cho tà linh khước từ và ruồng bỏ nhập vào đứa bé. Và chúng ta sinh ra một đứa con đẹp đẽ, nhưng có thể xã hội ngoài kia đã khiến cho ma quỷ nhập vào con của mình, và mình trở thành cái người phải hứng chịu tất cả mọi cái điều đau khổ đó. Vì vậy ngày hôm nay tôi cũng rất mừng, bởi vì trong xã hội chúng ta cũng có những trường cơ đốc, những trường mầm non cơ đốc, những trường tiểu học cơ đốc, có thể liên thông. Và những đứa trẻ đến những trường cơ đốc thì những cô giáo mà tin Chúa thì sẽ đầy tình yêu thương hơn, không ạ? Dĩ nhiên những trường phải chất lượng, chứ không phải trường cơ đốc nào cũng là tốt, không ạ? Nhiều khi cũng phải biết chọn lựa. Thì đưa con mình vào những trường cơ đốc, dù sao cũng yên tâm hơn.
Bởi vì được những cô giáo, được những thầy giáo tin kính Chúa, giáo dục, thì sẽ đầy tình yêu. Và như thầy, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn được những cái vấn đề của cái sự khước từ và ruồng bỏ. Trường hợp cuối cùng mà chúng ta thấy ở đây có thể là gì? Đó là sự lạm dụng tình dục, cũng có thể sẽ bị sự khước từ, lạm dụng tình dục. Trong những buổi giải cứu của Hội Thánh Nhà Muôn Dân, tôi cũng đã va chạm được một số những bé gái, phải không ạ? Hiện nay lớn lên và rất sợ hãi, ác mộng, và bị khiếm khuyết rất là nhiều thứ trong phần tâm hồn. Và hỏi ra thì Chúa bày tỏ ra, thì hỏi ra thì bé gái đã khai rằng lúc nhỏ bị lạm dụng, bị cậu, bị chú lạm dụng tình dục, bị ông hàng xóm lạm dụng tình dục, và bây giờ sợ hãi. Đó, đó là một cái mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Những gia đình có bé gái hãy hết sức lưu ý. Cái tình trạng lạm dụng tình dục là một tình trạng phổ biến, nó là một linh tà dâm. Nhưng mà khi cái linh tà dâm này nó khiến cho con của bạn bị sợ hãi, thì nó nhập vô cái linh khước từ ruồng bỏ này, khiến con của bạn rất sợ, khi lớn lên rồi không thể yêu ai được nữa. Không, lớn lên rồi nó rất sợ hôn nhân, nó rất sợ lấy vợ lấy chồng. Cho nên cái lạm dụng tình dục cũng là một cái thứ mà ma quỷ sử dụng để tiêm nhiễm cái sự khước từ ruồng bỏ vào từ lúc còn thơ ấu, và nó làm cho cái tâm hồn đứa bé bị bệnh hoạn, bệnh hoạn hết sức là kinh khủng. Anh chị em hãy hết sức nha. Tóm lại qua bài học buổi tối hôm nay đó, tôi liệt kê những trường hợp mà tà linh khước từ ruồng bỏ có thể bước vào một đứa trẻ nha. Buổi sau chúng ta sẽ nói về những cái thanh thiếu niên, buổi sau. Nhưng hôm nay chúng ta khoanh vùng lại là những trường hợp mà tà linh khước từ ruồng bỏ có thể bước vào một đứa trẻ sơ sinh. Tức là chia làm hai trường hợp. Khi còn ở trong bụng mẹ thì những trường hợp nào, anh chị em nghe lại bài giảng sẽ thấy ha. Rồi khi vừa mới sinh ra thì những trường hợp nào, và khi nó lớn lên một chút vẫn là còn là thiếu nhi nha, ví dụ như 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi vẫn còn thiếu nhi, thì những trường hợp nào sẽ rất dễ để cho tà linh ruồng bỏ khước từ nhập vào con của mình. Cho nên tôi nói những bài học này để cho những anh chị em mình, những ai theo dõi tôi trên live stream buổi tối hôm nay đó, hãy chú ý đến con của mình. Hãy chú ý đến con khi cái tuổi nó còn đó, rất dễ để cho tà linh này bước vô, và nó sẽ lớn lên với một cái tâm hồn cực kỳ bệnh hoạn và bất thường. Tuy nhiên tôi cũng muốn nói với anh chị em rằng Chúa Giêsu đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Trong bất kỳ trường hợp nào, anh chị em hãy đem con của mình đến với hội thánh có chức vụ giải cứu chữa lành, để chúng ta cột trói tà linh khước từ ruồng bỏ, phá hủy sự rủa xả và phục hồi đứa trẻ lại với nguyên trạng. Nhất là sau khi giải cứu mà nó được sống trong một bầu không khí đầy yêu thương, thì tôi đảm bảo anh chị em, đứa trẻ có thể được phục hồi hoàn toàn. Vì khước từ ruồng bỏ là căn bệnh sao ạ? Mà Satan dùng để tạo ra căn bệnh là gì? Sống thiếu tình yêu thương, tức là không có tình yêu thương, và bằng cách đó là nó đẩy đứa nhỏ vào cái sự bệnh hoạn về mặt tâm hồn, đúng không ạ? Những cái thứ đó nó rất là nguy hiểm. Amen chứ? Cảm ơn Chúa vì sự theo dõi của anh chị em trong bài học buổi tối hôm nay. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa. Những ai đang lắng nghe bài học buổi tối hôm nay mà có những trường hợp tôi vừa mô tả, xin anh chị em hãy cầu nguyện theo tôi một lời cầu nguyện, đúng không ạ? Có những trường hợp, tức là con mình bị những trường hợp như tôi vừa mô tả, thì hãy cầu nguyện theo tôi một lời cầu nguyện, được không? Cầu nguyện nào. Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì bài học buổi tối hôm nay. Qua bài học này, con đã nhận ra sai lầm của con. Anh em kể một vài sai lầm. Thưa Chúa, hãy tha thứ cho con. Hãy tha thứ cho con của con nữa. Con cầu nguyện
xin Cha giúp đỡ để con có thể cậy danh của Ngài mà phục hồi con của con. Chúa Giêsu ơi, hãy đến và bước vào gia đình của con, chữa lành gia đình con, phục hồi con của con, và giúp chúng con sống trong tình yêu của Ngài, trong sự tự do. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài. Và bây giờ, hỏi tất cả anh chị em trên live stream, chúng ta đến thời giờ của sự cầu nguyện giải cứu chữa lành. Những anh chị em có bệnh tật, những anh chị em có những vấn đề về sức khỏe, hãy nghe tôi nói vài lời. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Ma quỷ làm gì? Ma quỷ đến để cướp, giết và hủy diệt. Ma quỷ đến để cướp tài chánh, cướp sức khỏe, cướp sự bình an, cướp sự tiện nghi, cướp tài sản. Ma quỷ đến để hủy diệt hôn nhân, hủy diệt nghề nghiệp, hủy diệt tất cả những gì mà anh chị em có từ nơi Chúa nếu anh chị em mất tỉnh thức. Và Chúa Giêsu đến để hủy phá nó. Cho nên tôi nói ngày hôm nay, Kinh Thánh chép rằng ai tin Ngài sẽ lấy danh Ngài mà trừ quỷ. Ai tin Ngài đặt tay lên người bệnh được lành. Ai tin Ngài thì có quyền trên bệnh tật và ma quỷ. Cho nên tôi nói anh chị em này, anh chị em hãy tin Chúa Giêsu và hãy tin vào những lời hứa của Ngài mà tôi vừa nói cho anh chị em. Hãy tin rằng Chúa Giêsu hôm nay vẫn còn đó để chữa lành cho anh chị em, để đuổi quỷ cho anh chị em, để cứu rỗi linh hồn anh chị em, để ban phước cho anh chị em, để bứt phá và làm tươi mới đời sống của anh chị em, bất kể anh chị em đang ở trong tình trạng nào. Amen không ạ? Vì vậy, nếu anh chị em nghĩ rằng mình có những vấn đề với ma quỷ, hãy cộng tác với tôi buổi tối hôm nay. Cộng tác với tôi buổi tối hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy lớn tiếng nói ra miệng mình trong danh Chúa Giêsu, hỡi Satan, ta khước từ mày. Hỡi những con quỷ dâm dục, ta khước từ mày. Hỡi những con quỷ thờ thần tượng, ta khước từ mày. Hỡi những con quỷ sự chết, ta khước từ mày. Hỡi những con quỷ bói khoa bói toán, ta khước từ mày. Hỡi những con quỷ tật bệnh, ta khước từ mày. Hỡi những con quỷ ung thư, ta khước từ mày. Hỡi những con quỷ của sự không tha thứ, lo lắng bất an, ta khước từ mày. Hỡi những con quỷ của sự ác mộng, ta khước từ mày. Nhân danh Chúa Giêsu, ta khước từ toàn bộ những con quỷ nghiện ngập, nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện phim xét, ta khước từ mày. Nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh mày ra khỏi người ta. Cầu nguyện lên chứ. Anh chị em phải mở môi miệng mình ra và nói theo tôi. Nhân danh Chúa Giêsu, ta khước từ mày Satan và các quỷ sứ. Nhân danh Chúa Giêsu, ta khước từ mày Satan và các quỷ sứ. Mày phải rơi khỏi người ta ngay lập tức giờ này. Ta không chấp nhận bất cứ một thứ gì từ mày ở trong đời sống của ta. Mày đi ra khỏi thân thể ta, hãy lên bệnh tật. Mày đi ra khỏi linh hồn ta, hãy lên nóng giận, lên không tha thứ, lên lo lắng bất an. Mày đi ra khỏi ta, khỏi những tà linh của sự bói khoa, bói toán, tà thuật, bùa chú. Mày đi ra khỏi ta, khỏi những linh rủa xả từ tổ tiên cha mẹ. Mày đi ra khỏi ta, khỏi những tà linh khước từ ruồng bỏ giới hạn thất bại. Mày rơi khỏi ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện lên trên. Cầu nguyện lên trên. Cầu nguyện lớn tiếng theo tôi. Lớn tiếng theo tôi. Lớn tiếng theo tôi. Anh chị em đang gặp vấn đề gì nè? Anh chị em đang gặp vấn đề sức khỏe? Hay anh chị em đang gặp những vấn đề về tài chánh? Anh chị em đang gặp vấn đề về tính cách của mình? Anh chị em đang gặp vấn đề về như là nóng giận không tha thứ? Anh em đang gặp những vấn đề như là ngủ mơ thấy những ác mộng? Anh chị em dễ nổi sung, không kiểm soát? Tất cả những thứ đó đằng sau có một quyền lực. Và anh chị em hãy nói ra miệng mình. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng kẻ nào tin ta thì nhân danh ta mà trừ quỷ các bạn. Cho nên anh chị em hãy nói ra miệng giùm tôi. Trong danh Chúa Giêsu, ta khước từ mày. Hỡi tà linh của tà thuật, hỡi tà linh của linh đồng, hỡi tà linh của cầu hồn,
Hỡi tà linh của nghĩa địa sự chết, ta khước từ mày hãy rơi khỏi người ta giờ này. Hỡi tà linh của sự bói khoa bói toán, ta khước từ mày hãy rơi khỏi người ta giờ này. Ta khước từ mày hỡi tà linh này, đi ra khỏi ta. Nếu anh chị em đang nóng giận, anh chị em mất kiểm soát, anh chị em không tha thứ, anh chị em gặp ác mộng, anh chị em gặp những cái điều gì đó rất là bất thường trong tính cách của mình, anh chị em hãy nói lớn tiếng: trong danh Chúa Giêsu, ta khước từ mày linh không tha thứ, ta khước từ mày linh nóng giận, ta khước từ mày linh không kiểm soát, ta khước từ mày tà linh của sự lo lắng bất an, ta khước từ mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy rời khỏi ta giờ này. Nói đi anh chị em. Anh chị em luôn gặp thất bại trong tài chánh, anh chị em luôn gặp đổ vỡ mất mát, anh chị em hãy nói lớn tiếng lên: trong danh Chúa Giêsu, hỡi tà linh của sự rủa xả thất bại giới hạn hãy rời khỏi ta. Ta không chấp nhận bây giờ này. Ta bẻ gãy toàn bộ những rủa xả di truyền từ phía nội phía ngoại của ta giờ này. Hỡi tà linh của sự nghèo đói, mày rời khỏi ta giờ này. Cầu nguyện đây chị, cầu nguyện giờ này, cầu nguyện lớn tiếng giờ này, lớn tiếng theo tôi giờ này. Tôi nói như thế nào anh em nói lại với đức tin, bởi vì nhờ danh của Chúa anh em có thể tống cổ toàn bộ những con quỷ đồn trú trong đời sống mình một cách bất hợp pháp. Nếu anh em không nói, không ra lệnh, nó không đi. Cho nên anh em phải có đức tin. Vì Chúa Giêsu nói: kẻ nào tin ta, lấy danh ta mà trừ quỷ. Anh em có tin Chúa Giêsu không? Tôi biết anh em tin. Hãy mở môi miệng ra và lớn tiếng quở trách ma quỷ trong đời sống của mình. Quở trách ra đi anh em. Nếu anh em đang bệnh tật ung thư, anh em đang có khối u, anh em đang đột quỵ, anh em đang tiểu đường huyết áp, anh em đang đau đầu, anh em đau xương đau khớp, anh em hãy quở trách linh bệnh tật đã ra khỏi người mình ạ. Anh em hãy quở trách, anh em hãy nói: tà linh của sự bệnh gút thấp khớp hãy ra khỏi người ta, ta bẻ gãy mày. Hỡi linh ung thư, ta ra lệnh mày rơi khỏi người ta. Khối u kia hãy teo đi, giảm đi, bớt đi. Tất cả ta quở trách mày, tiểu đường huyết áp rơi khỏi, tim mạch thận gan, tất cả những gì bệnh đau mà mày gây ra, Satan tâm bẻ gãy mày, hãy rơi khỏi ta, rơi khỏi ta, rơi khỏi ta, rơi khỏi ta, trong danh Chúa Giêsu. Cầu nguyện lên chị, cầu nguyện nào. Mở môi miệng mình ra lớn tiếng cầu nguyện, mở môi miệng mình ra lớn tiếng cầu nguyện theo như tôi hướng dẫn anh chị. Đừng làm thinh, đừng làm thinh, anh chị em làm thinh sẽ không thấy được đâu, bởi vì lời của Chúa nói rằng miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi, tin trong lòng được sự công bình. Nhưng miệng làm chứng là miệng nói ra, công bố ra. Anh em nói lại đi: trong danh Giêsu, tao quở trách mày bệnh ung thư, tao quở trách mày bệnh tiểu đường, tao quở trách mày bệnh đột quỵ, tao quở trách mày bệnh cao huyết áp, tao quở trách mày bệnh xương khớp, tim mạch, gan thận. Tại nhân danh Giêsu, ta trói buộc những quyền lực này, quyền lực bệnh tật này, Satan, mày ra khỏi thân thể của ta, đi ra khỏi thân thể của ta, đi ra khỏi thân thể của ta. Tôi công bố trong danh Giêsu, tôi giải phóng anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng thân thể anh chị em trong danh Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng tính cách anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng tài chính của anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng gia đình anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng con cái anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng sức khỏe của anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể cơ quan nào trong cơ thể của anh chị em bị hư tổn, tôi tuyên bố sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể nó là gan, thận, bao tử, trĩ, ngoại trĩ, nội, ruột non, ruột già, phổi, tim, mạch máu, xương khớp, bất kể tên gọi nó là gì mà đang bệnh tật, tôi giải phóng nó và đem lại sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành đi. Đặt tay vào chỗ đau anh chị em. Anh chị em hãy đặt tay vào chỗ đau và tuyên bố rằng anh chị em không chấp nhận tà linh bệnh tật này, dù bất kể nó đến từ nguồn nào, bất kể nó đến từ nguồn nào, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta từ chối mày, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta quở trách mày linh bệnh tật, ta quở trách mày tà linh. Trên tất cả những người đã nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, ta quở trách mày tà linh, trong danh Giêsu ta quở trách mày tà linh. Những uế linh hãy đi ra khỏi người ta, những uế linh hãy đi ra khỏi người của ta, những uế linh hãy đi ra khỏi người của ta, những uế linh hãy đi ra khỏi người của ta. Những linh mồ mả, những linh thờ cúng, những linh tân tượng, những tà linh đến từ bùa chú đồng cốt bối khoa, những tà linh đến từ ma túy nghiện ngập rượu bia, những tà linh đến từ sự dâm dục như phim ảnh đồi trụy thủ dâm ô uế đĩ đếm, tao ra lệnh mày đi ra khỏi người ta giờ này, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rồi đi, đi đây, tao ra lệnh mày rồi.
trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rồi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi ơi lên hãy đi, tiếp tục đi. Tôi đang thấy rất nhiều người được giải cứu ở đây. Tôi đang nhìn thấy một khái tượng rằng rất nhiều người được Đức Thánh Linh đụng chạm và giải cứu trong live stream này. Trong 460 anh chị em này, có rất nhiều người Chúa Thánh Linh đang đụng chạm, lửa đang giáng lên anh chị em. Anh chị em bắt đầu thấy tà linh xuất ra khỏi người mình, thấy tà linh xuất ra khỏi người mình bằng mọi con đường, bằng mọi đường nó rời đi. Rời đi, tiếp tục rời đi. Anh chị em bắt đầu nói theo tôi, nói theo tôi. Hỡi Satan, ta từ chối mày. Hỡi Satan, ta từ chối mày. Hỡi Satan, ta từ chối mày. Mày ra khỏi người ta, ra khỏi người ta, ra khỏi người ta, trong danh Chúa Giêsu nói lên trên. Tiếp tục, 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 tiếp tục. Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Tiếp tục chiến đấu cho đến khi anh chị em được tự do hoàn toàn, cho đến khi anh chị em tự do hoàn toàn, cho đến khi hồn linh thân thể anh em trở lại bình an tươi mới với Chúa Thánh Linh hoàn toàn. Đừng dừng lại, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô ta ngài, nữa đi anh chị, nữa đi, nữa đi. Ta bảo mày Satan, đi ra khỏi người của ta. Lửa Thánh Linh giờ này đang giáng xuống trên tụi bay. Lửa Thánh Linh đang giáng xuống trên tụi bay. Ta ra lệnh trong linh giới, ta nói với mày, không phải nói với con người Satan. Ta nói với tụi bay, không phải nói với con người Satan, mà các quỷ sứ của tụi bay. Ta bảo mày ra khỏi những người đang chịu nghe và ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Ta bảo mày rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu. Rơi vô điều kiện, rơi và không được làm hại gì họ. Rơi và không được làm hại tay chân hay là đầu cổ hay bất cứ một cơ quan nào trên cơ thể của họ. Mày rơi khỏi thân thể họ một cách vô điều kiện. Tất cả những tà linh này im lặng và ra đi. Im lặng và ra đi. Im lặng và ra đi. Im lặng và ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tự do. Tôi tuyên bố những ai nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này được tự do hoàn toàn. Tự do hoàn toàn. Tự do hoàn toàn. Tự do hoàn toàn. Tự do hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tôi công bố lửa trên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu. Lửa linh đến trên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu. Lửa này gia tăng gấp 7 lần trên anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Tôi thấy lửa nổi trong bụng, trong dạ dày của anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Lửa trong được non ruột da của anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Lửa phát ra trong lục phủ ngũ tạng của anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Và mọi con quỷ bị thiêu rụi giờ này trong danh Chúa Giêsu. Mọi con quỷ bị thiêu rụi giờ này trong danh Chúa Giêsu giờ này. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục. Hãy đốt cháy và đá văng Satan ra khỏi đời sống trên. Ra khỏi thân thể nè. Ra khỏi tính cách nè. Ra khỏi tâm hồn cảm xúc của anh chị em. Đi đi, phải nói nó đi. Phải nói nó đi ra anh chị em. Nói nó. Anh chị em xem trên thân thể anh chị em. Có căn bệnh nào mà anh chị em uống thuốc mãi không khỏi, nó đang quấy rầy anh em ngày đêm. Đột quỵ, tiểu đường, huyết áp, đau đầu, bệnh trĩ, bệnh u. Anh em hãy quở trách nó giờ này trong danh Chúa Giêsu. Anh em hãy lấy danh Chúa Giêsu quở trách căn bệnh đó giờ này. Để mà nói nó, mày phải ra khỏi thân thể của ta. Ta không chấp nhận, vì thân thể ta là đền thờ của Thánh Linh. Thân thể ta là đền thờ của Thánh Linh. Thân thể ta là đền thờ của Thánh Linh. Ta không chấp nhận bệnh tật là việc của mày Satan. Bệnh tật là sự tối tâm của mày Satan. Mày rơi khỏi thân thể của người của ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi. Anh em hãy công bố nó rời đi. Công bố nó rời đi. Công bố nó rời đi. Amen. Anh chị em hãy ra soát lại tính cách của mình nè. Anh em có dễ nóng giận không nè? Anh em có dễ bộc lộ những cái tự ái, những cái bất thường ở trong tính cách của mình, anh em thấy nó. Anh em có thấy nó mà khó tha thứ, không kiềm chế, không có lòng thương xót, giận dữ độc ác, anh em thấy không ạ? Mà đôi khi anh em không muốn, anh chị em chị em không muốn phải không ạ? Mà nó vẫn dính dấp theo. Tôi nói với anh chị em hãy trục xuất con quỷ ra đi. Anh em lớn tiếng nói trục xuất nó đi. Hỡi con quỷ nóng giận hãy ra khỏi người ta. Hỡi con quỷ của sự không tiết độ hãy ra khỏi người ta. Hỡi con quỷ của sự lo lắng hãy ra khỏi người ta. Hỡi con quỷ của sự nổi loạn hãy ra khỏi người ta. Hỡi con quỷ của sự hận thù hãy ra khỏi người ta. Hỡi con quỷ của sự cay đắng hãy ra khỏi người ta. Trục xuất nó anh chị. Trục xuất, trục xuất, trục xuất trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trục xuất trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi con quỷ buông rầu hãy ra khỏi người ta. Hỡi con quỷ của sự buông rầu hãy ra khỏi người ta. Hỡi con quỷ đó hãy ra khỏi người ta. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trục xuất anh chị, trục xuất, trục xuất, trục xuất. Và đôi khi anh chị phải kèm theo sự ăn năn. Những cái tính cách đó đó, đôi khi nó đến từ cái chuyện là anh em ngày xưa đã học bùa nè, học võ và thần quyền nè,
rồi đi đội bát nhang nè, đi cầu hồng nè, đi linh đông nè, tất cả những cái đó nó đều đến và biến đổi tính cách của anh chị, không ạ? Cho nên anh chị em đồng thời trục xuất ma quỷ nhưng cũng phải ăn năn. Nếu hiện nay anh chị em vẫn còn bàn thờ trong nhà để thờ lại những cái thứ đó thì anh em hãy ăn năn và dọn dẹp. Nếu ngày nay anh chị em vẫn thỉnh thoảng vẫn đi coi bói thì phải ăn năn ngay và dọn dẹp. Nếu trong nhà anh em hiện nay vẫn chứa chấp những thứ như tử vi, bói kho, bói toán, 12 con giáp để đầy nhà, rồng rắn các kiểu, hãy ăn năn dọn dẹp đi. Và nói ma quỷ ta không chứa chấp mày, rơi khỏi đi. Mày rơi khỏi tính cách của ta. Em biết đôi khi tại sao mình nóng giận không? Đôi khi nhà mình đầy những cái hình ảnh hổ báo, rồng, thờ phượng, tượng nọ tượng kia. Anh em tưởng cái, những cái thứ đó là vô can à? Không, nó là linh. Đằng sau những hình ảnh đó là linh đã dùng những hình ảnh đó kết nối với anh chị, khiến cho tính cách của chúng ta thay đổi. Chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa mình, dọn dẹp phòng ngủ mình, dọn dẹp chăn màn của mình, dọn dẹp tất cả những thứ gì mang hình ảnh của Satan và thờ phượng, dọn hết ra. Và anh em trục xuất nó một phát đi liền. Một phát thôi, một lời thôi, Satan đi vĩnh viễn và không bao giờ ngói cổ lại đằng sau. Và anh em hoàn toàn được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền này. Đúng không ạ? Đây là những cái thứ đó chúng ta đuổi nó rất dễ khi mình kèm theo sự ăn năn và thanh tẩy dọn dẹp đời sống của mình. Amen chị em. Rất là đơn giản vậy thôi. Và bây giờ tất cả anh chị em hãy đặt tay vào chỗ đầu của mình. Đúng không ạ? Nếu anh chị em nào còn đau, đặt tay vào. Tôi công bố sự chữa lành đến trên thân thể anh chị em giờ này. Hãy nhận. Trong danh Chúa Giêsu, sự chữa lành đến trên thân thể của anh chị em giờ này. Hãy đón nhận. Lành đi. Mọi chỗ đau hãy lành đi. Tôi tuyên bố mọi chỗ đau hãy lành. Tôi tuyên bố mọi chỗ đau hãy lành. Mọi chỗ đau hãy được lành. Mọi nơi nào đau trên cơ thể anh em hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Mọi khối u hãy teo đi, tan đi và biến ra khỏi thân thể anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi những căn bệnh mạng tính, tôi hủy bỏ quyền lực mạng tính đó của nó. Tôi hủy bỏ quyền lực đó của nó và tôi giải phóng anh chị em khỏi căn bệnh mạng tính này. Viêm son mạng tính, viêm gan mạng tính, viêm thận mạng tính, bệnh tim mạng tính, bệnh đau bao tử mạng tính. Tôi hủy bỏ hai cái từ mạng tính này và tôi giải phóng thân thể anh chị em khỏi mọi bệnh mạng tính này mà bác sĩ nói. Bệnh tiền đình được lành đi, xương khớp được lành đi, tim mạch được lành đi, bệnh về phổi được lành đi, bệnh về trong tai mũi họng hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Có ai đang trong cơn sốt, tôi công bố cơn sốt đó tan đi, biến đi giờ này. Có ai đang trong sốt không? Có ai đang ở trên màn hình này đang sốt không? Sốt, tôi nói người đã được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền. Lành đi, cơn sốt hết hoàn toàn. Hết hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa, nóng sốt không còn. Tôi công bố anh em được chữa lành. Chữa lành và đầy dậy Đức Thánh Linh. Đầy tràn. Anh em hãy đón nhận Thánh Linh. Thánh Linh đầy tràn. Tuôn tràn. Nữa đi cha ơi, hãy ban Thánh Linh cho anh chị em con một cách đầy dậy giờ này. Đầy dậy giờ này. Đầy dậy giờ này. Đầy dậy Thánh Linh giờ này. Đầy Thánh Linh giờ này. Tuôn tràn, tuôn tràn, tuôn tràn, tuôn tràn, tuôn tràn. Đón nhận. Cha ơi, hãy chạm lòng anh chị em con bởi Thánh Linh. Chạm giờ này. Chạm từng người. Chạm nữa Chúa. Chạm Chúa, chạm những người nam, người nữ đang nghe lời cầu nguyện này của con Chúa. Chạm Chúa, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa, hãy chạm những người nam, người nữ đang nghe lời cầu nguyện này của con. Đổ đầy họ, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy nữa. Đầy tràn, tràn ngập Thánh Linh yêu thương. Tràn ngập trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tràn ngập trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tràn ngập trong danh Chúa Giêsu quyền năng. In Jesus mighty name. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Amen. 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 Wow, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Wow, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa thật nhiều.
Ta ơn Chúa vì tấm lòng của anh chị em. Tôi tin rằng anh chị em được phước buổi tối hôm nay, và nhiều sự chữa lành xảy ra buổi tối hôm nay. Anh chị em hãy comment xuống bên dưới để làm chứng. Không ạ? Tôi rất là được khích lệ khi đọc những lời chứng của anh chị em. Và một lần nữa, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả anh chị em đã yêu mến lời của Đức Chúa Trời và theo dõi Hội Thánh. Xin Chúa ban phước cho anh chị em tràn đầy dư dật ân điển của Ngài. Amen. Amen và amen. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin kết thúc ở đây. Xin Chúa ở cùng anh chị em. Chào tạm biệt anh chị em nha. Cảm ơn Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.